Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với review TV của mình. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn chương 530-531 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương trước, bằng vào tài trí của mình, Tiêu Viêm đã lấy lại được Long Tu bằng hoa quả. Đổi lại, sẽ phải luyện chế cho bánh cô nương những loại đan dược nhất định để nàng dễ ăn hơn thay vì ăn sống chúng. Khi trở về, hắn lại phát hiện tiểu cô nương khi nãy lại không phải là người, mà lại là chính một loại ma thú biến thành. Hơn vậy, nàng chính là bài danh top 1 cường bạo. Chương 530, loại tài liệu cuối cùng. Yên lặng trong mật thất hồi lâu, từ khi Tử Nhiên nói ra tin tức chấn động, phải một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới có thể dần bình tĩnh lại. Dùng sức sờ sờ khuôn mặt, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đệ nhất cường bản thần bí theo lời nói của Lâm Diễm chỉ là một tiểu cô nương, không, phải nói một loại ma thú cường hãn mang diện mạo tiểu cô nương mới đúng. Tiểu cô nương này rất đáng yêu, không biết vì cái gì Lâm Diễm e ngại nàng như vậy, bất quá lấy thực lực khủng bố thì vị trí đệ nhất kia hẳn là không sai, cho dù là một đấu vương cường giả bình thường, cũng không dám cùng với nàng đánh bừa. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Tiểu cô nương này lực lượng khủng bố quả có chút quá phận, từ lúc xem nàng ra tay đến giờ, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể, không hề có một nửa ba động năng lượng. Dược lão thanh âm bỗng nhiên chậm rãi vang lên trong lòng. Sư phụ không nhìn ra được Tử Nhiên đến tột cùng là loại ma thú nào sao? Tiêu Viêm hỏi đến. Nhìn không ra được, do nàng đã ăn hóa hình thảo cho nên nếu nàng không chính mình hiện ra bản thể thì người bình thường cũng rất khó phân biệt được nàng thuộc loại ma thú nào. Dược lão trầm ngâm một chút, nói tiếp. Bất quá theo việc từ khi nàng bắt đầu có linh trí mà đã sở hữu lực lượng khủng bố như thế, thì rất có khả năng là một loại cổ ma thú cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì dù sao ma thú bình thường muốn tu luyện đến cấp bậc đấu vương thì trừ khi gặp phải cơ duyên còn không cũng phải mất gần trăm năm thời gian, mà nhìn khí tức từ tiểu cô nương này toát ra hẳn là không phải ma thú đã tu luyện trăm năm, vì vậy, bản thể của nàng lai lịch chắc bất phàm. Khẽ gật đầu, tuy nói thực lực Tử Nhiên mạnh mẽ là thế, nhưng tự hồ tâm trí thì cũng như một đứa con nít 12-13 tuổi, đương nhiên điều này cũng đã loại trừ ra những lúc khí tức lạnh lùng từ nàng thỉnh thoảng phát ra. Cố gắng thu lại sự tò mò về Tử Nhiên, Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt vào đống dược liệu trước mặt dùng để luyện chế long lực đan. Hắn không dám chắc là làm một lần liền có thể thành công nên mới đòi lấy hai phần tài liệu. Ai, thứ này luyện chế có chút hao tâm tốn sức, nhưng vì long tu băng hỏa quả đành phải liều mạng thôi. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm một lần nữa triệu hồi ra một thanh sắc hỏa diễm, tâm thần tập trung vào trong dược đỉnh bắt đầu cẩn thận luyện chế. Luyện chế long lực đan so với lúc luyện kim cương bộ cho Tử Nhiên phức tạp gấp trăm lần, bất quá hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm đã là cấp bậc đấu linh, vô luận là đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế lửa đều đã tiến bộ rõ rệt, cho nên đợt luyện chế này so với lần tỉ thí cùng với Hàn Nhàn dễ dàng hơn rất nhiều. Nói là vậy nhưng trên trán Tiêu Viêm mồ hôi không ngừng đổ ra, luyện chế long lực đan này xem ra vẫn có phần hơi quá sức với hắn. Bên trong tĩnh thất, thanh sắc hỏa diễm xuyên thấu qua dược đỉnh bắn lên vách tường, bốc lên vũ động như một đầu ác ma đang dương nanh múa vuốt. Trong lúc đó dược liệu trước mặt Tiêu Viêm cũng đang nhanh chóng vơi bớt đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng phải mất đến gần 8 giờ thời gian luyện chế mới chậm chạp chấm dứt. Tất cả diễn ra theo ý muốn hắn. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài. Cuối cùng bị Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay, đánh giá qua một chút, lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem bỏ vào bình ngọc rồi thu vào trong nạp giới. Luyện chế lần này mặc dù thành công luyện ra một hoàng long lực đan nhưng cũng có tổn hại đi một phần dược liệu. Đối với điều này Tiêu Viêm không cảm thấy đau lòng cho lắm, hắn rõ ràng chỉ với xác suất 50% đã thành công cũng xem như thành tích không tồi. Hoàn thành xong những chuyện này, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Từ trong nạp giới lấy ra một hoàng hồi khí đang nhét vào miệng, bất chấp cả người đang mỏi mệt vội vàng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí bên trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần.
cho nên Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận tích thủy thành hà, tích nước thành sông. Tu luyện lần này mất ước chừng một giờ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể Tiêu Viêm dần được thay thế bằng cảm thụ đấu khí hùng hồn chảy xuôi trong kinh mạch. Hắn thoáng cảm ứng liền hoan hỷ phát hiện đấu khí có tinh tiến lên một chút, xem ra lần luyện đan này mặc dù khổ cực nhưng không phải là không có thu hoạch. Hiện giờ Long Tu băng hỏa quả này chắc chắn đã tới tay, vậy luyện chế địa linh đan chỉ còn thiếu một loại tài liệu cuối cùng là lục giai thủy hệ ma hạch. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, nhất thời liền xuất hiện trên tay hắn là băng hỏa đồng thể mê người. Lục giai. Ai, đây chính là ma thú cường giả cấp bậc đấu hoàng, đi đâu mà tìm đây? Buồn rầu sờ sờ đầu, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tự nghĩ biện pháp đi, ta mơ hồ có chút cảm ứng, vẫn lạc tâm viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp dao động càng ngày càng mạnh, chỉ sợ ngày mà nó bạo liệt không còn xa. Dược lão chậm rãi nói. Tại thời điểm mà vẫn lạc tâm viêm bạo liệt, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta cướp lấy, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu để vụt mất ngày sau muốn cướp lại chỉ sợ khó khăn nhân lên gấp bội, cho nên phải tận dụng thời gian luyện chế linh đan. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm thở dài nói. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Ha ha, yên tâm đi, nếu mà bất đắc dĩ quá, cùng lắm chúng ta vào thâm sơn tìm kiếm lục giai ma thú mà thôi, sơn lĩnh lớn như vậy tuyệt đối không thể không có lục giai ma thú ẩn núp trong đó. Dược lão cười an ủi. Nghe dược lão an ủi, Tiêu Viêm cười cười nhưng vẫn chưa yên tâm, có lẽ núi này bên trong đích xác có che giấu lục giai ma thú, nhưng với loại ma thú cấp bậc này muốn đánh chết cũng đâu phải dễ như là nói. Hơn nữa cho là có khả năng đánh chết đi, thì tuyệt đối sẽ là cuộc đại chiến kinh thiên động địa, đến lúc đó kinh động đến viện trưởng nội viện, liên lụy đến sư phụ phải hiện thân ra, điều này xem ra có chút phiền phức. Lại lần nữa thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chỉ có thể đem lo lắng này thu liễm xuống trước, chậm rãi thu dược đỉnh vào trong nạp giới, phủi phủi tay, hướng về bên ngoài tỉnh thất chậm rãi bước ra. Trong phòng, Hách trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, vội vàng đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi. Luyện chế thế nào rồi? Thành công hay không? Hắn đối với luyện đan cũng biết chút ít, cho nên cũng hiểu được xác suất luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược là rất thấp. Ha ha, có thất bại một lần, nhưng may mắn không có phụ sự kỳ vọng của trưởng lão. Tiêu Viêm gật đầu cười, tiến lên, từ trong nạp giới lấy ra cái bọc đựng bình ngọc chứa long lực đan nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Nhìn bình ngọc trên mặt bàn, Hách trưởng lão vội vàng đứng lên, thật cẩn thận đổ ra giữa một mảnh đan dược đỏ sậm, ngửi thật sâu rồi sung sướng nói. Quả nhiên thành công. Cái tên tiểu gia hỏa nhà ngươi quả là có vài phần bổn sự, khó trách ngay cả dị hỏa cũng đều có thể chiếm tới tay. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khiêm tốn nói vài câu. Ngươi đã luyện chế ra một hoàng long lực đan, vậy coi như long tu băng hỏa quả kia là của ngươi, ngươi quả là có con mắt đó, thứ này xếp trong dược khố độ quý trọng có thể xếp trong top 10. Đem long lực đan cất thật kỹ, Hách trưởng lão phất phất tay trêu ghẹo nói. Về sau nếu cần dược liệu gì, cứ việc tới tìm ta, nhưng nhớ kỹ là chúng ta giao dịch đấy nhé, ha ha. Còn có lần sau nữa. Luyện chế một hoàng long lực đan thiếu điều thoát hết cả khí lực của ta rồi. Trên mặt cười tạ ơn một tiếng, nhưng trong lòng thì không ngừng cầu nhau. Vừa tính rời đi, trong lòng hơi động, lại dò hỏi. Hách trưởng lão, ta quả thật lúc này đang rất cần một thứ, không biết trưởng lão có thể cấp cho ta hay không? Nếu được, chỉ cần trưởng lão mở miệng muốn cái loại đan dược gì, Tiêu Viêm ta sẽ tận lực luyện chế. À, thứ gì? Nghe vậy, Hách trưởng lão thần tình sáng lên, hứng thú hỏi. Lục giai thủy hệ ma hạch. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hách trưởng lão, hắn rõ ràng cảm nhận được khi hắn nói ra lời này, da mặt đối phương có chút run rẩy. Lục giai, ngươi muốn tìm cao giai ma hạch như thế để làm gì? Lục giai ma thú chính là tương đương với cường giả đấu hoàng đó. Lấy thực lực của ta bây giờ cũng không có cái gan đi tìm chúng lấy ma hạch, lần giao dịch này xem ra ta không thể trông mong vào được rồi. Cười khổ lắc lắc đầu, toàn lưng Hách trưởng lão đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, người kia khẩu khí cũng là quá lớn đi. Mở miệng ra thì chính là lục giai ma hạch, cứ làm như là tùy ý nhặt đá ven đường vậy. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng đành thất vọng thở dài một hơi,
cười khổ nói: "Nếu trưởng lão đã nói như vậy, việc này cũng đành quên đi." Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi, bất quá tại lúc Hách trưởng lão đang vuốt trâu trầm tư đột nhiên mở miệng nói: "Lục giai thủy hệ ma hạch, ta đích xác không có, nhưng ta có thể giúp đưa ngươi đến gặp một trưởng lão." Trong tay hắn vừa lúc có một lục giai thủy hệ ma hạch mà năm đó may mắn đoạt được. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện cuồng hỉ. Thật vậy? Nếu Hách trưởng lão có thể dẫn tiến, chỉ cần Tiêu Viêm có được lục giai ma hạch, tất nhiên sẽ không quên ơn của trưởng lão. Ngươi cũng đừng nên cao hứng quá sớm, tên kia tính tình keo kiệt, năm đó liều mạng cộng vài phần vận khí mới đánh chết được một đầu lục giai ma thú đang bị trọng thương, cho nên đem viên ma hạch cất chứa như là bảo bối, thỉnh thoảng mới khoe ra trước mặt chúng ta. Ngươi nếu mà muốn từ trong tay hắn lấy đi lục giai ma hạch, trừ phi xuất ra cho hắn cái gì đó tương đương thỏa mãn được hắn, nếu không mà nói thì chuẩn bị từ bỏ đi thôi. Đi theo ta. Hách trưởng lão khoát tay, rồi dẫn đầu bước ra ngoài. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Dưới loại tình huống thời cấp bách, tin tức về lục giai ma hạch với hắn mà nói không nghi ngờ chính là một tin vui hiếm thấy. Mặc kệ phải trả giá cỡ nào, đều cũng phải đem cho được viên lục giai ma hạch thu vào trong tay. Chương 531, trao đổi. Một đường đi theo Hách trưởng lão đến kho quản lý dược liệu, cứ chậm rãi đi theo đường lớn. Dọc trên đường, ngẫu nhiên có một vài đệ tử lui tới nhìn thấy hai người đi song song với nhau, khuôn mặt đều hiện lên nét kinh ngạc. Hách trưởng lão ở bên trong viện được đánh giá là người lạnh lùng kỳ quái, ai ai cũng cảm thấy kính sợ. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể cùng với Hách trưởng lão vừa đi vừa đàm luận, càng thêm kinh dị, thái độ đối với Tiêu Viêm cũng tôn trọng hơn. Ai nấy đều biết quyền lợi của trưởng lão trong nội viện, nếu lỡ đuôi mù mắc tội với họ, rất dễ bị làm khó dễ. Loại sự tình lợi dụng việc công để trả tư thù, cho dù là tại trong nội viện này, cũng tránh không khỏi âm thầm tồn tại. Đối với những ánh mắt ven đường, Tiêu Viêm vẫn không nhận ra là bởi vì có sự hiện diện của Hách trưởng lão mà khiến cho một số đệ tử nhận ra thân phận của hắn muốn tiến tới khiêu chiến, đành bỏ qua suy nghĩ ấy. Bởi vậy cũng làm cho Tiêu Viêm bớt được không ít tâm tư. Vị trưởng lão này rất có tên tuổi, là trưởng lão thủ hộ tầng thứ 5 tháp tu luyện, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn nghỉ ngơi, cho nên mới có thể trực tiếp lôi kéo hắn ra khỏi nơi cư ngụ. Trên đường đi, Hách trưởng lão đối với Tiêu Viêm tiết lộ một ít chuyện có liên quan đến vị trưởng lão kia. Gặp tên kia, nên nói thẳng ý đồ mình đến là được. Hắn mặc dù tính tình có chút nóng nảy, nhưng ngươi cũng không cần sợ hắn, hắn sẽ không làm khó gì ngươi. Tiêu Viêm cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Vị lưu trưởng lão này có sở thích đặc biệt nào không? Muốn thành công đổi lấy lục giai ma hạch từ trong tay đối phương, Tiêu Viêm dĩ nhiên là cần phải đưa ra được vật hấp dẫn tương ứng. Thích gì đó sao, ngươi cũng đã rõ ràng, đạt đến loại cấp bậc như chúng ta, tài vật bình thường dĩ nhiên là khó có thể đả động, chỉ những thứ có thể trợ giúp tu luyện mới có lực hấp dẫn lớn đối với chúng ta. Tên kia mặc dù keo kiệt nhưng đối với tu luyện lại rất là si mê, nếu ngươi có thể xuất ra vật phẩm hữu ích đối với việc tu luyện, ta nghĩ hẳn là hắn sẽ động tâm. Hách trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thứ gì đó hữu ích đối với tu luyện? Cúi đầu khẽ lẩm bẩm một tiếng, đoạn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Không biết vị trưởng lão này tu luyện công pháp ra sao, loại thuộc tính nào? Hỏa thuộc tính, cũng chính bởi điều này, tính tình mới có xu hướng tương tự. Hách trưởng lão cười nói. Hỏa thuộc tính. Khẽ cười cười, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong lòng thoáng có chút ý niệm. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở nên trầm ngâm, Hách trưởng lão không khỏi có chút lạ lùng, chẳng lẽ hắn thật có thể xuất ra thứ gì đó làm cho lão quỷ keo kiệt động tâm? Đúng rồi, hắn là luyện dược sư, nói không chừng, sợ là cũng có một ít bảo bối tàng trữ. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã bất tri bất giác tiến sâu vào trong nội viện. Nơi cư ngụ trong nội viện dành cho trưởng lão và các đạo sư, không gian u tĩnh hơn, so với ký túc xá của các đệ tử ở bên ngoài không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất quá điều này cũng chẳng trách, với thực lực mạnh mẽ của các trưởng lão, sự đãi ngộ tự nhiên không phải là những học viên bọn hắn có khả năng so sánh.
Sau một lúc lâu xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây, Hách trưởng lão rốt cục cũng đi chậm lại, cuối cùng dừng tại một căn phòng dựng toàn bằng trúc xanh. Lưu trưởng lão quả là biết cách hưởng thụ. Nhìn thấy căn phòng trúc, Tiêu Viêm không khỏi trải qua cảm giác kinh ngạc trong lòng. Hách trưởng lão ở phía trước cửa chính, giơ tay lên định gõ cửa, bên trong cánh cửa bỗng truyền đến một đạo âm thanh hùng hồn, nóng nảy. Muốn vào thì tiến vào đi, gõ cửa làm cái gì à, ngươi đừng bày điệu bộ cổ hủ, không trực tiếp được sao? Nghe thấy âm thanh bên trong phòng truyền ra, Tiêu Viêm cười nhăn nhó một tiếng, lúc này mới minh bạch vì sao Hách trưởng lão đã nói khi thấy hắn liền nói thẳng ý đồ mình đến, hiển nhiên người nọ tính tình nôn nóng, không muốn cùng người vòng vo. Đối lại, Hách trưởng lão cũng không có cảm giác gì, giống như đã là thói quen, đẩy cửa phòng ra, lững thững đi vào, miệng cười hắc hắc nói. Lưu lão đầu, ta dẫn theo người đến chỗ ngươi, e rằng ngươi nên ra gặp mặt. Ai? Tiêu Viêm cũng đi theo vào trong phòng, vừa vặn nhìn thấy một vị hồng bào lão giả từ trong phòng đi ra. Lão giả lúc này dáng vẻ đang còn ngái ngủ, như mới vừa tỉnh giấc, hắn vừa đi vừa nói, khi tới phòng khách, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc ra cửa, bởi bị che khuất nên không thấy rõ dung mạo người trẻ tuổi, đôi mày không khỏi nhíu lại, nói: Tiểu tử từ nơi nào tới? Khi kiểm tra không thành, bị các trưởng lão đuổi ra thiên phần luyện khí tháp, muốn tìm ta đi cầu tình. Đệ tử Tiêu Viêm, ra mắt Lưu trưởng lão. Tiêu Viêm mỉm cười, tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói: Được rồi, gì? Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đó hả? Lưu trưởng lão thái độ lúc ban đầu không mặn không nhạt lên tiếng, dù sao tình trạng đệ tử đến cầu tình hắn gặp phải nhiều lắm, đã muốn lười ứng phó, bất quá khi nghe được tên tuổi thoáng có chút quen tai, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt vội vàng chuyển dời đến khuôn mặt Tiêu Viêm, mở miệng kinh ngạc nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, không nghĩ tới thân phận luyện dược sư lại có tác dụng tốt như vậy, ngay cả trưởng lão, sau khi nghe thấy, đều vội vàng đổi sắc mặt. Ha ha, tên này tiếng vang như sấm bên tai. Ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Phất phất tay, tươi cười với Tiêu Viêm, Lưu trưởng lão sau khi ngồi ở ghế, lại phục hồi bản tính khẩn cấp, thúc giục hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi cúi thấp đầu, ánh mắt cùng với Hách trưởng lão nhìn nhau một cái, Hách trưởng lão khẽ phất tay với hắn, ý bảo mọi việc còn lại phải do thể hiện của chính hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, thoáng đắn đo, cân nhắc một chút lời nói, rồi mỉm cười nói. Hôm nay đến tìm Lưu trưởng lão, chủ yếu bởi vì vãn bối hiện tại tới lúc luyện chế khẩn yếu mà lại thiếu một thứ duy nhất. Mà thứ này, vừa lúc trong tay Lưu trưởng lão cũng có. Nếu trưởng lão đồng ý đáp ứng đem thứ này trao đổi với vãn bối, Tiêu Viêm nhất định sẽ hậu báo. Thiếu một vật. Thoáng giật mình, Lưu trưởng lão nét mặt không thay đổi, đặt chén trà trong tay xuống, nói. Là cái gì? Nói ra nghe một chút. Chỉ cần không phải vật cực kỳ quý trọng, ta sẽ không cự tuyệt. Một quả lục giai thủy hệ ma hạch. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Răng rắc. Thanh âm Tiêu Viêm vừa hạ xuống, chén trà trong tay Lưu trưởng lão liền như chịu áp lực đột ngột, sau một tiếng vang thanh thúy, biến thành một đống mảnh nhỏ. Khụ. Một bên, Hách trưởng lão thoải mái ho khan một tiếng, lão gia hỏa này quả nhiên vẫn là coi vật kia như tính mạng, xem ra Tiêu Viêm muốn thu được vào tay, có chút có khó khăn. Hừ, lão đầu này toàn nói loạn xạ. Nói cho người ta biết ta có lục giai ma hạch sao? Lưu trưởng lão chà đi giấu nước trên bàn tay, liếc mắt nhìn Hách trưởng lão, mặc dù đại trưởng lão âm thầm cấp cho Tiêu Viêm một ít chiếu cố, nhưng cũng không phải này chiếu cố dạng này chứ. Lục giai ma hạch này, đặt ở bất kỳ một địa phương nào đều là vật hiếm thấy, huống hồ thứ này năm đó hắn phải chịu nguy hiểm tính mạng mới có được. Đâu có thể nào dễ dàng giao cho người khác. Ta nói cho ngươi biết, lục giai ma hạch ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Dường như vì muốn đoạn tuyệt ý niệm của Tiêu Viêm, nên Lưu trưởng lão lập tức nói một câu dứt khoát. Hách trưởng lão lắc đầu, không biết làm sao, việc hôm nay xem ra hơn phân nửa không thành. Ha ha, Lưu trưởng lão, lục giai ma hạch mặc dù trân quý, nhưng quả thật không phải là vật vô giá. Người tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, thủy hệ ma hạch đối với người không có nửa điểm tác dụng,
người sở dĩ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt ta, hẳn là lo lắng Tiêu Viêm không có được thứ gì chân chính làm cho trưởng lão động tâm. Tiêu Viêm vẫn chưa vì cự tuyệt của Lưu trưởng lão mà có nửa phần ủ rũ, khẽ mỉm cười nói. Lưu trưởng lão đảo cặp mắt, không đáp lời, lục giai ma thú, hiện tại ngay cả hắn cũng đánh không lại. Hắn mặc dù đem lục giai ma hạch coi là bảo bối, nhưng hắn cũng không phải là lão già ngốc ông khư khư lấy nó. Ma hạch mặc dù có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng là loại năng lượng cuồng bạo, thân thể con người căn bản không dễ dàng hấp thu, cho nên nếu có người có thể xuất ra thứ gì đó làm hắn động tâm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Tiêu Viêm trước mặt, với lứa tuổi như hắn, Lưu trưởng lão thật sự không tin tưởng hắn có thể xuất vật nào trân quý như thế. Lưu trưởng lão cũng biết, lục giai thủy hệ ma hạch ở trong tay người cũng không thể phát huy nhiều tác dụng, bởi vậy, đưa nó ra ngoài trao đổi mới thật là lựa chọn tốt nhất, trưởng lão cũng không cần cố chấp, người cứ nói trước người cần gì. Nếu là Tiêu Viêm có, tự nhiên cũng sẽ lấy ra. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ai, ta nói ngươi đừng có cổ hủ. Tiêu Viêm mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bảo bối trên người chỉ sợ so với quỷ hẹp hòi nhà ngươi còn nhiều hơn. Bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ không có lần sau. Một bên, Hách trưởng lão cũng đốc thúc thêm vào. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày qua đi, khuôn mặt căng thẳng của Lưu trưởng lão rốt cục lơi lỏng hơn nhiều, vuốt mũi nói. Nếu ngươi muốn từ trong tay của ta đổi lấy lục giai ma hạch, cũng có thể, chỉ cần cho ta một mảnh đấu linh đan. Đấu linh đan? Lão bất tử ngươi cũng đừng quá sư tử há mồm chứ. Thanh âm Lưu trưởng lão vừa dứt, Hách trưởng lão liền nhảy dựng lên, ánh mắt trừng lớn mắng. Đây chính là lục phẩm đan dược a, với thực lực Tiêu Viêm hiện giờ, làm sao có thể luyện ra, ngươi chẳng phải là cố ý làm người ta khó xử sao? Biểu môi, Lưu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, chỉ lấy ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một lúc sau, nhẹ lắc đầu nói. Đấu linh đan, ta quả thật không đưa ra được. Nghe vậy, tâm tình Lưu trưởng lão nhất thời thất vọng, uể oải phất phất tay, nói. Nếu đã không có, mời trở về đi. Bất quá. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay khẽ quét qua nạp giới, nhất thời, một hạt sen màu xanh nhỏ như ngón cái xuất hiện trong tay. Hạt sen màu xanh vừa xuất hiện, lập tức một cổ hỏa năng hùng hồn năng lượng liền nhộn nhạo trong phòng. Nhìn thoáng ánh mắt thẳng tắp của Lưu trưởng lão, Tiêu Viêm cười nói. Ta nghĩ, có lẽ Lưu trưởng lão đối với thứ này sẽ cảm thấy hứng thú. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình nhé.